Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 46 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, khi Tần Vũ và Triệu Vân Hưng gặp nhau, sau một hồi hỏi thăm, Triệu Vân Hưng hỏi Tần Vũ về sức khỏe tình hình của Tần Đức, cha Tần Vũ. Sư phụ, bọn họ đều rất khỏe, làm phiền sư phụ quan tâm rồi. Tần Vũ nói xong, sau một thoáng suy tư, lại nói tiếp. Sư phụ, qua một đoạn thời gian nữa, cho con xử lý xong tất cả mọi việc trong tầm tay, rồi sẽ mang mọi người trở lại nhân gian giới. Tần Vũ đã suy nghĩ xong, nếu như cổ bàn không cách nào kịp thời đi tới, cùng lắm thì từ chỗ Hồng Quân lấy mấy cái hồng mông linh bảo lại đây, sau đó phá vỡ một lối đi thông đạo tại lưỡng giới, đưa bọn họ một hơi toàn bộ trở lại nhân gian giới. Đối với người chết, chỉ cần có chân linh tồn tại cũng không làm khó được Tần Vũ trưởng khống giả, chân chính phục sinh bọn họ, chỉ bất quá tốn hao một chút khí lực mà thôi. Cái gì? Trở lại nhân gian giới ư? Triệu Vân Hưng kinh hô. Ông cũng không có hỏi Tần Vũ rốt cuộc là như thế nào đến được tử giới, nhưng ông biết Hồng Quân với trạng thái người sống đến tử giới đã rất kỳ lạ rồi. Sau khi kinh lịch qua trùng kích như thế, ông tự nhiên sẽ không có hoài nghi phụ thân của Hồng Quân cũng có thể với phương thức như thế đến tử giới. Thế nhưng có thể đem người chết mang về nhân gian giới ư? Cái này càng kỳ lạ. Đúng vậy, trở lại nhân gian giới, sư phụ có nguyện ý không? Tần Vũ mỉm cười nói. Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý rồi. Ta cũng rất nhớ mong vương gia, còn có hoàng thượng bọn họ. Nghĩ tới chính mình vẫn còn có cơ hội nhìn thấy Tần Đức, Tần Chính bọn họ, Triệu Vân Hưng tự nhiên là kích động không thôi. Tiền bối, Phượng Hy một mực không mở miệng, đột nhiên nói chuyện. Ta có thể cùng chủ nhân cùng nhau trở lại nhân gian giới hay không? Phượng Hy lúc này vẫn như trước là linh thú của Hồng Quân, vì thế trước mặt phụ thân của Hồng Quân không dám xưng Hồng Quân là quân ca, chỉ có thể xưng hô chủ nhân. Ngươi gọi là Phượng Hy phải không? Ừ, một tiểu phượng hoàng rất khả ái. Tần Vũ vừa nói tiện tay phất một cái lấy vòng linh thú trong người của Phượng Hy ra. Tiền bối. Phượng Hy thấy Tần Vũ không hỏi một tiếng liền đem vòng linh thú lấy ra, giải trừ mất quan hệ khế ước giữa nàng và Hồng Quân, nhất thời kinh hô không thôi. Không biết tại sao, Phượng Hy lúc này trong lòng cảm thấy như bị mất mát cái gì đó. Có lẽ là bởi vì hành động của Tần Vũ khiến cho Phượng Hy cho rằng ông sẽ không đồng ý cho mình đi theo Hồng Quân trở về nhân gian giới, mà giải trừ đi quan hệ giữa hai người, khiến cho khát vọng trở lại nhân gian giới của Phượng Hy lạc vào hư không. Cũng có lẽ là bởi vì bản thân không nỡ rời khỏi đám bằng hữu Hồng Quân bọn họ chăng. Từ trước đến nay, Phượng Hy đều cố gắng nâng cao thực lực của mình. Nàng là thân là siêu cấp thần thú, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Nếu so với các siêu cấp thần thú khác, nàng càng là nỗ lực gấp trăm lần. Đến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không tưởng tượng được. Giờ phút này đột nhiên được giải trừ đi quan hệ khế ước, khiến cho nàng ngay tức thì không sao thích nghi được. Lúc này đứng sững tại chỗ, không biết nên thế nào cho phải. Người cùng Hồng Quân bọn hắn lúc ở nhân gian giới hữu nghị vẫn là rất thâm hậu, mang theo ngươi một mình cũng không sao. Tần Vũ khe khẽ cười nói. Nguyên vốn tim Phượng Hy như chú hươu non chọi nhau, tại lúc nghe Tần Vũ nói xong liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng nàng vẫn như trước có chút gì đó mất mát. Đến tục cùng là vì sao thì ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết được. Sau khi Tần Vũ ở xào huyệt của Huyền Long Thú đợi vài ngày liền rời đi, mục đích chuyến đi này của ông là vì hai hài tử. Mặc dù thần thức của mình không có lúc nào là không nhìn kỹ bọn họ, nhưng ở địa phương xa lạ này vẫn là bên cạnh bọn họ bảo hộ mới là tốt nhất. Lúc sắp sửa lên đường, Tần Vũ đem công pháp luyện thể cửu chuyển ám kim thân của khủng long tộc truyền thụ cho Triệu Vân Hưng, rồi sau đó lại tặng cho ông một cái tiên phủ bố mãn phòng ngự thần cấp trận pháp, đồng thời dặn dò bọn họ ở dưới bất cứ tình huống phát sinh nào cũng phải kêu gọi tên mình mới yên tâm rời đi. Rồi sau đó ông lại quay về tầng thứ 9 hạ cửu tầng, tìm được thê nữ Liên Ngôn đề cập, rồi lại đặc biệt tu luyện một tòa tiên phủ cho bọn họ, cũng giúp bọn hắn sửa đổi kinh mạch, dùng năng lượng đem thực lực của bọn họ chính thức nâng lên cấp bậc tiên nhân mà bọn họ hằng mơ tưởng, và tự mình giúp bọn họ rèn luyện khá nhiều kiểu cấp kiếm tiên khô lỗi có thể dựa vào hấp thu tử khí chung quanh để vận hành, khiến cho thực lực của bọn họ vốn đã vô địch khắp tầng thứ 9 càng cao lên thêm hàng chục hàng trăm lần. Đồng dạng, Tần Vũ cũng dặn dò bọn họ
chỉ cần một khi có việc cứ hô tên ông, cho dù là đại sự trời sập xuống cũng phải thông chi cho ông. Đối với Liên Ngôn, Tần Vũ là đã quá hiểu rõ. Nếu như không để cho ông một chút chấn động, ông thật đúng là dù gặp phải tình huống, sự việc gì cũng lo lắng, có nguy hiểm mà không gọi đến mình vậy. Bởi vậy, Thiết Thạch Sơn Mạch kéo dài trăm vạn dặm bị tiêu biến mất. Trong tầng không gian thứ 9, ngoại trừ Liên Ngôn cùng thê nữ ra, không ai biết nguyên nhân. Mọi người đều rối rít đoán có hay không lại có tai nạn lớn. Liên Ngôn quá kinh hoàng, cuối cùng cũng hoàn toàn tin sự tồn tại siêu việt chí cao vô thượng của Tần Vũ kia. Biết cho dù thật sự trời có sập xuống cũng có Tần Vũ gánh vác. Trước khi đến tầng thứ 9, Tần Vũ còn muốn đặc biệt đi tìm đồ đệ Tôn Ngộ Không của Hầu Phí. Hầu Phí đối với tên đồ đệ này chính là cực kỳ thích thú, mà đối với tính tình của Tôn Ngộ Không, Tần Vũ tự nhiên hiểu rõ. Vì thế, hắn cũng phải trợ giúp cái tên Tôn Ngộ Không này để hắn có năng lực tự bảo hộ. Tại vô danh không gian tầng thứ 7, sâu trong Vân Thạch Sơn Mạch, hôm nay chính là Tôn Ngộ Không phụ trách trực nhật khán thủ. Cuộc sống không có đánh nhau thật khó chịu. Tôn Ngộ Không đáng thương chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống tại ngọn núi đi bay nhảy loạn cho tiêu hao thể lực. Chính đương lúc nhàm chán, một thanh niên thân mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Yêu nghiệt phương nào dám tự tiện xông vào Hoa Quả Sơn của lão Tôn, à quên, Vân Thạch Sơn Mạch của lão Tôn. Thật không dễ nhìn thấy một tên không sợ chết đưa đến tận cửa. Tôn Ngộ Không hưng phấn, trực tiếp đem lời nói trước kia đầu Phật tuôn ra. Thấy hắc bào thanh niên không phản ứng, Tôn Ngộ Không trực tiếp kéo côn bổng phi thân mà vào. Lại dám vô lễ như thế, đáng đánh đòn. Kết quả mới đi đến một nửa đã ngừng lại. Sư bá, như thế nào, vẫn muốn động thủ sao? Tần Vũ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tính tình của Tôn Hầu Tử này gồm đủ chất cùng Hầu Phí là một khuôn đúc ra, lúc nào cũng kích động quá mức. Tôn Ngộ Không nghe xong nuốt ngụm nước miếng, không có trả lời, nhưng ánh mắt phát sáng lên đã bắn đứng hắn. Người thật đúng là muốn động thủ. Tần Vũ nhất thời giờ khóc giờ cười. Tôn Ngộ Không vẫn như trước không mở miệng, ánh mắt tránh né một chút, kim bổng trong tay đổi qua đổi lại từ tay trái sang tay phải, ánh mắt thỉnh thoảng tinh quang lóe ra, lại thỉnh thoảng có chút nôn nóng, biểu tình rất chi là quái dị. Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian này thật đúng là ngột ngạt, ấm mức. Chính mình nỗ lực tu luyện không tệ, nhưng đến nay vẫn là trung bộ thiên thần, cũng không biết còn phải tu luyện đến tới khi nào mới có thể đạt tới thượng bộ thiên thần. Lo lắng trong lòng tự nhiên có thể thấy được. Ở Vân Thạch Sơn Mạch phạm vi 500 dặm quanh địa phương đám người Tôn Ngộ Không tu luyện đã không thấy được một vật còn sống nào, toàn bộ tất cả đều tán mạng dưới côn bổng của Tôn Ngộ Không. Mà Nghịch Cương cùng với La Băng hai người hoặc là đúng lúc tu luyện hoặc là chính mình tu luyện, hoàn toàn không tụ hợp được cùng một lúc, làm cho hắn một phần tử hiếu chiến như vậy tâm sinh ngứa ngáy không chịu được, hận không có quá nhiều thiên thần đưa đến cửa cho hắn giết. Hôm nay thật không dễ động tới một tên còn sống, vậy mà lại là sư bá của mình, khiến cho Tôn Ngộ Không là người tôn sùng sư trưởng nhất thời không biết như thế nào cho phải. À, Ngộ Không, nếu như vậy ngươi cứ thử xem. Tần Vũ mỉm cười nói. Sau khi nghe được lời của Tần Vũ, Tôn Ngộ Không hai mắt tinh quang bùng phát ra, nhất thời nhảy lên nhảy xuống. Sư bá, người có nói thật hay không? Đương nhiên. Tần Vũ hư không mà đứng, thản nhiên cười nói. Hê hê, nếu sư bá đã nói ra, vậy đừng trách ta đây không khách khí. Ta đây bây giờ có thể so với năm đó lợi hại hơn, sư bá người cũng nên cẩn thận. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung kim bổng lên, mạnh mẽ hướng Tần Vũ mà đánh tới. Năm đó tại Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, lúc nhìn thấy Tần Vũ, thực lực của mình yếu kém, bị một ánh mắt của Tần Vũ đã cố định tại chỗ. Hắn tự nhiên biết lợi hại của Tần Vũ, bởi vậy hạ thủ căn bản là dùng toàn lực mà đánh ra. Cái con khỉ này! Tần Vũ vừa nhìn là biết Tôn Ngộ Không dùng hết toàn lực, trong lòng đối với tính cách táo bạo của hắn mà đánh giá, càng là vượt qua Hầu Phí một phần. Vù, vù! Tôn Ngộ Không sướng khoái đem kim bổng nện xuống, nhưng không ngờ mới vừa đập đến một nửa liền không cách nào nhúc nhích được, thậm chí muốn chớp chớp ánh mắt cũng không cách nào làm được. Oanh! Không đợi Tôn Ngộ Không phản ứng lại, thân thể không động đậy của mình liền bay ra ngoài, thẳng tắp oanh vào một trong tòa núi lớn, tại sườn núi bị đập vỡ thành một cái hố to. Tôn Ngộ Không vừa mới bò dậy nản lòng không thôi, nguyên tưởng rằng chính mình nhiều năm tu luyện như vậy đã rất lợi hại rồi, nhưng kết quả vẫn là địch không lại một ánh mắt của sư bá. Như thế nào, còn đánh nữa hay không? Tần Vũ xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không mỉm cười hỏi.
Thôi không đánh nữa, không đánh. Tôn Ngộ Không tức thì nảy sinh ngột ngạt buồn bực. À, đi thôi, dẫn ta đi gặp một người. Tần Vũ biết Tôn Ngộ Không đang cùng với hai người khác thay phiên bế quan tu luyện. Trong đó khí tức của một nữ tử, Tần Vũ biết đó là bằng hữu của Tiểu Sương. Còn người kia, Tần Vũ lại có chút ấn tượng, phảng phất giống như ở nơi nào đó đã cảm thụ qua hơi thở của hắn. Mục đích chuyến đi này của ông một nửa là vì bảo đảm an toàn cho đồ đệ của Hầu Phí, một nửa là vì gặp người có khí tức như đã từng quen thuộc này, có lẽ nói không chừng còn có thể gặp được lão bằng hữu. Tôn Ngộ Không nghe xong bò dậy hỏi: Sư bá là tới tìm La Băng sao? Bộ não dư chuột của Ngộ Không căn bản không nghĩ tới Tần Vũ chỉ là biết La Băng, nhưng cũng không biết Hồng Quân đã cùng La Băng đến cùng một chỗ, liền phun ra một câu hỏi ngốc nghếch này: La Băng, cô gái kia sao? Tần Vũ nghi hoặc hỏi: Còn không đúng ư? Nghịch cương lão tiểu tử đó làm sao có thể làm con dâu của ngài? Tôn Ngộ Không phun ra vấn đề càng thêm ngốc nghếch: Cái gì? Tôn Ngộ Không nói một câu, đưa ra hai điểm mấu chốt khiến cho Tần Vũ kinh ngạc không thôi. Nghịch cương ư? Con dâu? Nghịch cương, cái tên này sao mà quen thuộc vậy? Đã từng lưu lại cửu kiếm tiên phủ ở Tử Huyền Tinh, nghịch cương cảnh khiến cho Tần Vũ được vụ mùa bội thu, là một trợ lực lớn giúp ông xông xáo tại tiên ma yêu giới. Nghịch cương là mấu chốt trên con đường tu chân của Tần Vũ. Có thể nói như vậy, so với Triệu Vân Hưng, nghịch cương không làm sao gặp mặt này trợ giúp đối với hắn càng nhiều hơn. Hơn nữa, cái chết quỷ dị buồn cười của nghịch cương muốn khiến người ta không nhớ đến cũng khó. Nguyên lai là nghịch cương tiên đế năm đó sao? Khó trách lại quen thuộc như vậy. Tần Vũ năm đó tại Thanh Vũ Tiên Phủ cùng với trong nghịch cương cảnh nhiều lần cảm nhận được khí tức của nghịch cương, nhưng trong thực tế Tần Vũ lại chưa bao giờ gặp qua người này, bởi vậy mới đầu không cách nào xác định khí tức này đến tột cùng là của người phương nào. Còn con dâu, khi Tần Vũ nghĩ đến vấn đề này có chút phiền muộn. Không đợi Ngộ Không mở miệng, Tần Vũ liền dẫn hắn thuấn di đến cửa thạch thất nơi nghịch cương cùng La Băng đang bế quan tu luyện. Tới cửa, đầu tiên Tôn Ngộ Không sửng sốt, sau đó là điên cuồng quay về phía cửa thạch thất chỗ nghịch cương đang bế quan, cứ thế mà đập phá. Tần Vũ một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ so với sư tôn của hắn hồ đồ giống nhau. Không lâu sau thì nghịch cương cũng không chịu nổi, cũng lã thần kiếm, một trận tức giận, vừa thấy Tôn Ngộ Không đã trực tiếp chém tới, nghịch thiên nhất kiếm. Ui, não tiểu tử, ngươi kinh thiên côn pháp. Tôn Ngộ Không cũng không chịu yếu thế, nhanh nhanh ứng trả. Cuối cùng là cái thạch thất nho nhỏ này chịu không được, nhất thời đổ ập xuống, rồi cả tòa núi lớn dưới chân hai người dưới sức ép liền hoàn toàn biến thành ngọn núi tan tác. Trên bầu trời, ba nam một nữ lăng không mà đứng, trong đó hai người đang nộ khí bừng bừng, căm tức nhìn đối phương. Hầu tử đáng ghét, ngươi nói xem đây là lần thứ mấy rồi? Nghịch cương phẫn nộ đáp, chiến ý dâng trào. Cái lão tiểu tử này cũng không hỏi là vì sao đã trực tiếp đánh lén, bất quá lần này ta đã có chuẩn bị. Trong ánh mắt phẫn nộ của Ngộ Không cũng là có phần hưng phấn không thôi. Ngươi còn lý do? Nghịch cương tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại đảo qua người Tần Vũ. Ta không phải đến đây để đánh nhau với lão, là cho ngươi gặp cha của huynh đệ ngươi. Đi lão tiểu tử, ta đây chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút thành quả tu luyện của lão mà thôi. Ngộ Không đánh không được phải cười nói: Cha của huynh đệ ta? Nghịch cương cẩn thận dò xét lại Tần Vũ, lại nhìn La Băng bên cạnh, nghi hoặc lẩm bẩm nói. Mà người bên cạnh cũng là mặt đỏ không thôi, đứng giữa không trung, lên cũng không được, xuống cũng không xong, nhất thời chẳng biết như thế nào mới tốt. Tiền bối là nghịch cương sao? Mặc dù tu vi Tần Vũ cao hơn hẳn nghịch cương, nhưng lại lên tiếng gọi tiền bối, quả thực Tần Vũ gọi tiền bối quả không sai. Huống hồ Tần Vũ đã từng được nghịch cương lưu lại bảo tàng, mà có thể lúc đầu tu luyện tăng nhanh không ít. Nghĩ đến đây, Tần Vũ phải cảm tạ nghịch cương một phen mới phải. Nghịch cương tự nhiên hiểu được Tần Vũ muốn nói cái gì liền đáp: Tiền bối thì thật không dám nhận, nghịch cương ta lại còn kết nghĩa huynh đệ với con của ngươi, nói như vậy ta lại còn phải kêu ngươi là tiền bối. Sau khi nghe được lời nghịch cương nói, Tần Vũ cuống quyết ngăn cản: Tiểu Sương, nó không hiểu quy củ, tiền bối không nên chấp nhất. Không nói chuyện này nữa, ngươi cũng không cần kêu ta tiền bối này nọ, trực tiếp có thể gọi ta là nghịch cương tiên đế cũng được, ta đã quen được người ta gọi như thế rồi. Nghịch cương cười to: À, nghịch cương tiên đế, ngươi còn nhớ kỹ đã để lại Tử Huyền Tinh, Tử Kiếm Tiên Phủ cùng với nghịch cương cảnh không?
Tần Vũ trực tiếp đề cập hỏi: "Ta biết ngươi định nói cái gì, cũng biết ngươi định làm gì. Kỳ thực không cần phải vậy. Trước đây khi ta lưu lại bảo tàng, không có nghĩ tới sau này sẽ có người báo đáp. Nhưng nếu nói là báo đáp thì như từ của ngươi đã làm được nó rồi." Nghịch Cương vừa nói vừa vuốt ve thanh thần kiếm nói: "Thượng phẩm thiên thần kiếm này là do con trai ngươi cho ta đấy. Nếu ngươi lại báo đáp ân tình thì chẳng phải ta lại nợ các ngươi một lần rồi sao? Thôi không nói chuyện này nữa." Tần Vũ cười: "Lần này ta đến đây chủ yếu là bảo đảm an toàn cho các ngươi, có thể an toàn rút lui sau này." Nói xong, hắn biến ra một cái tiên phủ, nhẹ nhàng vung tay lên, một tòa tiên phủ thật lớn hiện ra trước mắt bốn người. "Thanh Vũ tiên phủ ư?" Nghịch Cương kinh hô. "Nghịch Cương tiên đế từng lưu lại cho ta Thanh Vũ tiên phủ, cũng mang cho ta rất nhiều lợi ích. Bây giờ khi luyện chế lại tiên phủ này, ta đã giữ nguyên hình dáng ban đầu, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp chủ nhân của nó." Nói xong, Tần Vũ lại thu nhỏ tiên phủ lại, đưa cho Ngộ Không để hắn đi luyện hóa. "Còn ngươi, La Băng là ngươi sao?" Tần Vũ nhìn về phía La Băng cười hỏi. Nghe được Tần Vũ hỏi, La Băng càng mất tự nhiên, vội vã trả lời: "Dạ vâng, tiền bối." "Ngươi là hậu nhân của Tu La Thần Vương La Phàm. Ngươi là một nữ tử mà có thể điều khiển cả Tu La Ma Giới đối kháng cương thi nhất tộc, khó tin được." Tần Vũ có chút cười cười nói. Kết quả là La Băng lại lần nữa cuống quýt giải thích: "Kỳ thực đó là trách nhiệm của gia tộc, là con duy nhất của cha nên phải gánh trách nhiệm này. Kỳ thực sau này..." "Không cần phải ngại, Tiểu Sương thích là được." Tần Vũ mỉm cười nói. Đối với tình cảm con gái, Tần Vũ cho tới bây giờ cũng không có thấu hiểu lắm, đặc biệt là chẳng có kinh nghiệm nào về nói chuyện này, thế nên cũng sẽ không gây trở ngại cho hôn nhân hai đứa, chính là để cho chúng tự do phát triển là tốt nhất. La Băng mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Đột nhiên, Tần Vũ nhướng mày, thần thức trong nháy mắt xuyên lên tới thượng tầng, tầng thứ 9 không gian. Tại vô danh không gian thượng tầng, tầng thứ 9, bên trong Thiên Tôn Thành, tại mật thất Chu Viêm, mồ hôi đầy mặt cười to đứng lên. Linh khí luyện thể, ta rốt cuộc cũng đã thành công. Tiếng cười Chu Viêm không chỉ nho nhỏ mà còn ảnh hưởng cả toàn bộ mật thất, thậm chí công kích cả cấm chế xung quanh. Chu Viêm trong lòng sung sướng không thôi. Thiên Tôn thì tính là gì, hắn phảng phất nhìn thấy bản thân quay lại nhân gian giới, thậm chí còn thấy tràng cảnh báo thù Lâm Mông. Năm đó Lâm Mông chính là sử dụng năng lượng cường hãn tới cực điểm, vô thành vô thức giết chết hắn. Mà bây giờ Chu Viêm không chỉ trải qua linh khí luyện thể tạo ra phòng ngự biến thái, cũng hấp thu linh hồn vũ khí Thiên Tôn. Chu Viêm tự tin cho dù là trưởng khống giả cũng không nắm chắc thắng được hắn. Xác thực Chu Viêm đã lợi dụng hỗn hợp linh khí để luyện thể, thân thể cường tráng đến độ khó có thể tiếp cận được với huyền hoàng chi khí bản thân bất tử, so với Lâm Mông năm đó còn muốn lợi hại hơn vài phần. Chỉ tiếc Lâm Mông là trưởng khống giả, chỉ cần vũ trụ bất diệt thì trưởng khống giả cũng là bất tử. Hơn nữa trưởng khống giả còn nắm trong tay bổn nguyên lực, trên hết đó là pháp tắc. Kỳ thực những khả năng tự nhiên đó không cách nào so sánh với Lâm Mông. Chu Viêm nghĩ Lâm Mông khi giết chết hắn, thực lực của hắn đã tiếp cận trưởng khống giả rồi. Trưởng khống giả trong lòng hắn xem ra bất quá là so với Thiên Tôn hơn ở quyền hạn, thực lực cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Chu Viêm mặc dù đã sống hơn 1000 diễn kỷ, nhưng đối với trưởng khống giả hiểu không rõ. Chính là bề ngoài Hồng Mông là một người không có khả năng địch lại, không cùng cấp bậc cũng không thể hiểu. Trong vũ trụ của hắn hết thảy đều do hắn điều khiển, thậm chí ngay cả danh hiệu Hồng Mông trưởng khống giả đều là do Hồng Mông ban cho. Có thể cho bất kể kẻ nào trở thành Thiên Tôn, cũng có thể khiến một Thiên Tôn hoàn toàn mất đi năng lực. Bởi vậy trong mắt Hồng Mông, trưởng khống giả thuộc vũ trụ của hắn cũng không phải là rất mạnh. Mà hôm nay Chu Viêm đã không là người của Hồng Mông vũ trụ nữa, thậm chí không thuộc Hồng Mông không gian. Hắn là một người đã chết, không nằm trong phạm vi quản lý của trưởng khống giả. Điều đó đều là Chu Viêm trải qua vô số năm sống tại đây mà rút ra được. Nghĩ đến chuyện này, Chu Viêm sướng không chịu được, không ngừng ngửa mặt lên trời cười lớn. Tại vô danh không gian tầng thứ 7, Tần Vũ nhíu mày quan sát Thiên Tôn này, trong lòng thoáng có chút khiếp sợ. Thiên Tôn này cũng có thể vận dụng hai loại khí tu luyện thân thể. Không nghĩ tới năm đó nhị ca giết một người như vậy, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Chỉ một sát na sau khi Chu Viêm xuất quan, Tần Vũ đã cảm nhận linh khí trong cơ thể hắn một trận ba động. Không nghĩ tới đối phương chỉ là một Thiên Tôn, điều này khiến cho Tần Vũ giật mình không thôi.
Bọn nghịch cương thấy Tần Vũ nhíu mày suy tư cái gì đó cũng không tiện quấy rầy, ba người đều lui về một bên. He he, lão già nghịch cương kia, chúng ta có thể tới Thiên Thần Môn chơi rồi. Luyện hóa một tòa tiên phủ chính là luyện hóa hạch tâm của tiên phủ, so với luyện hóa vũ khí thì dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn luyện hóa xong tiên phủ, vẻ mặt hoan hỉ truyền âm tới nghịch cương. Thật ư, làm thế nào vậy? Nghịch cương hứ hửng, cũng không chấp nhận chuyện Ngộ Không kêu lão là lão già. Lúc này nghe thấy có thể đi ra ngoài chơi, đối với hắn chẳng khác nào giải thoát nỗi khao khát bấy lâu nay. Sư bá đã đưa cho ta một bảo bối rất tốt, phòng ngự thì thượng đẳng, cho dù là 10 người như ngươi cùng sử dụng nghịch thiên nhất kiếm cũng khó có thể công phá được. Mặt khác, tại trận pháp duy trì, cho dù là không gian chung quanh tiên phủ toàn bộ vỡ vụn cũng không ảnh hưởng chút nào. He he, đến lúc đó bọn ta không đánh lại, trốn vào trong này thì có tìm đằng trời. Ngộ Không vẻ mặt bất lương, phảng phất nghĩ tới thời gian thống khoái sắp tới. Nghịch cương nghe xong vẻ mặt cũng hưng phấn rõ rệt, bất quá trên vẻ mặt sung sướng đó lại có một tia kinh ngạc. Cao cấp trận pháp không thể tùy tiện bố trí như vậy, chẳng lẽ đây lại là người từng nhận Thanh Vũ Tiên Phủ và nghịch cương cảnh của lão hay sao? Lão thật sự cảm thấy xấu hổ. He he, Thiên Thần Môn tầng thứ 8 sắp gặp nạn rồi. Tôn Ngộ Không mặc kệ hậu quả, trong lòng hắn ngoại trừ đánh giết ra thì chẳng còn gì hứng thú nữa. Có bao nhiêu linh bảo hắn cũng không quan tâm, bây giờ có lẽ để ăn mừng phải cùng một người uống rượu. Thiên Tôn này cũng mới xuất hiện sao? Tần Vũ mỉm cười thu hồi thần thức, đáng thương cho Chu Viêm giờ phút này còn chưa biết bản thân sắp phải đi vào quỷ môn quan, vẫn hưng phấn ha ha cười nói. Thấy Tần Vũ bừng tỉnh, Tôn Ngộ Không phi tới trước mặt Tần Vũ nói: Sư bá, hiếm khi được gặp người, hay là cùng ta ở lại đây uống rượu đi. Đúng, cùng nhau uống rượu nào. Nghịch cương ha ha cười to đứng lên. Tần Vũ gật đầu cùng bọn hắn đi. Trong Hồng Mông không gian, Tần Vũ cũng thường xuyên uống rượu với đại ca cùng nhị ca hắn, cũng chính là rượu do Hồng Mông tự chế. Nhưng Tôn Ngộ Không bọn hắn thì chắc không uống được nhiều lắm, nếu không khi hấp thu linh khí quá nhiều khiến thiên thần lực náo loạn. Kết quả là mấy người này say sưa mấy ngày mấy đêm, Nghịch cương cùng Ngộ Không đã say khướt không đứng lên nổi. La Băng thì vẫn chưa thấm vào đâu, vẫn một bên rót rượu, khiến cho Tần Vũ gật đầu thầm khen không thôi. Lúc này bên trong lĩnh vực tinh thần, Tả Thu Mi không ngừng đi lại tự hỏi, không ngừng nhẹ nhàng phút ve kiện nhất lưu hôi mông linh bảo. Linh hồn không trọn vẹn, bổ tòa linh hồn thế nào đây? Tả Thu Mi trong khoảng thời gian này không ngừng tự hỏi bản thân vấn đề này, nhưng vẫn đều là không trả lời được, vì thế mà đau đầu. Tả tiền bối, ta thật sự không dám khiến người lao lực thêm nữa đâu. Huống Thiên Minh thấy Tả Thu Mi hao tổn tâm lực mà nghĩ đến chuyện linh hồn của hắn thì cảm thấy vừa cảm động vừa xấu hổ. Kỳ thực Tả Thu Mi là sinh mệnh thần vương, đối với linh hồn đương nhiên hiểu rất rõ. Nay gặp phải vấn đề này phát sinh cũng coi như không thể giải quyết, sợ rằng sinh mệnh vô hạn cả đời đều không được, phải bình tĩnh mới được. Hơn nữa khi Huống Thiên Minh trị liệu xong, hắn có thể sử dụng năng lượng đặc thù có tác dụng rất lớn. Nếu có thể không hạn chế đọc được suy nghĩ của người khác, khi đấu với Lưu Quang, phần thắng tuyệt đối sẽ không ít. Bởi vậy Tả Thu Mi hai người ở đây cũng có lý do ở lại để cố gắng. Ngoại trừ kiểm tra một chút bên ngoài của Huống Thiên Minh thì thời gian còn lại đều là suy nghĩ làm sao phá giải vấn đề nan giải trước mắt. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi Tả Thu Mi quan sát một hồi Huống Thiên Minh, liền suy nghĩ đứng lên, vẻ mặt so với Huống Thiên Minh còn khó hiểu hơn. Tả tiền bối. Huống Thiên Minh thấy Tả Thu Mi căn bản không để ý tới mình, liền bất đắc dĩ nhắm mắt tại một bên tĩnh tâm. Bổ toàn rót vào sao? Tả Thu Mi nhìn hôi mông linh bảo trong tay, đột nhiên nghĩ tới có thể luyện khí rót vào linh hồn. Hai trong mắt nhất thời tinh quang xuất hiện. Rót vào? À đúng rồi, nguyên lai là như vậy. Vừa nhắm mắt lại, Huống Thiên Minh bị tiếng cười to của Tả Thu Mi làm cho bừng tỉnh, nghi hoặc nhìn về phía Tả Thu Mi đợi đáp án. Thiên Minh, đi, đi bắt thần vương, kêu lôi vệ đi, linh hồn của ngươi đã có cách hồi phục rồi. Tả Thu Mi không cho hắn câu trả lời mà trực tiếp kêu hắn đi hành động. Từ lần trước Hồng Quân luyện khí xong, Tả Thu Mi bọn họ không có động thủ đi bắt thần vương nữa, bây giờ đột nhiên nhắc tới chuyện này không khỏi khiến cho Thiên Minh kinh ngạc. Bất quá Huống Thiên Minh cũng không có nói gì, trong khoảng thời gian gần đây đều là Tả Thu Mi chỉ cho hắn làm những gì, cho dù nghi vấn cũng không nhất định phải trả lời. Nửa ngày sau, trong tay Tả Thu Mi đã có ba chân linh của các thần vương.
Từ lần trước, sau khi Hồng Quân yêu cầu rất nhiều chân linh thần vương, Tả Thu Mi bọn họ không ngừng sưu tập chế tác, tất cả quá trình đều đã quá thành thục, tốc độ so với trước còn nhanh gấp đôi. Thiên Minh, ngươi ngồi xuống, ta trước tiên tìm trong linh hồn trí nhớ của ngươi mới biết được linh hồn ngươi thiếu ở chỗ nào, sau đó mới có thể lấy ra chân linh của ngươi, rồi lấy một phần chân linh tương ứng của thần vương kia dắt vào trong linh hồn của ngươi. Cả quá trình nhất định ngươi phải buông lỏng, không được dùng khí. Tả Thu Mi nói. Nhưng cũng chỉ có Tả Thu Mi mới biết, nếu như thất bại rất có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho tính mạng Huống Thiên Minh, cho dù là bảo toàn được tính mạng cũng là chân linh bị hao tổn. Vâng. Huống Thiên Minh gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tin tưởng, nghĩ tới linh hồn hoàn mỹ. Tốt lắm, ngươi nhìn vào mắt ta, buông lỏng nào. Tả Thu Mi giọng nói như thôi miên, chút thủ thế để cho Huống Thiên Minh buông lỏng. Chậm rãi nhắm hai mắt, ngươi có cảm giác thân thể rất nhẹ không? Ước chừng một canh giờ sau, Tả Thu Mi mới phóng hai tia tâm lực thâm nhập vào sâu trong trí nhớ, xác định rõ tình huống khiếm khuyết của linh hồn Thiên Minh. Kỳ thực nội dung bên trong không quan trọng, cũng giống với truyền thừa trí nhớ của thần thú vậy. Cho dù thần thú không lưu lại cho Thiên Minh, nhưng đối với hắn quả thực có tác dụng. Sau một lúc lâu, vốn Huống Thiên Minh về mặt bình tĩnh, nay đã chuyển sang thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Tả Thu Mi thấy hiệu quả, vội vàng tăng thêm ngữ khí. Ngươi rất mạnh, sự cường đại của ngươi không thể tưởng tượng nổi, quả thực là một trí nhớ đáng sợ. Sắc mặt Huống Thiên Minh hòa hoãn dần xuống, nhưng vẫn như trước phảng phất có gì đó không vui. Tả Thu Mi đối chứng những gì thấy được nói. Ngươi rất cường đại, chuyện gì đối với ngươi cũng có thể giải quyết được, không có chuyện gì có thể làm khó ngươi, sợ là chuyện ta làm với ngươi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Sau đó, Huống Thiên Minh cũng bắt đầu ổn định lại tinh thần, nét mặt bình tĩnh hơn, chỉ là vẫn còn có tia thương cảm. Tả Thu Mi biết cái sự thương cảm này không thể dùng lời nói mà khiến hắn quên đi được. Vì vậy, ngay sau khi lời nói trước có hiệu quả, lại lợi dụng Huống Thiên Minh lúc này đang thương cảm. Sự cường đại của ngươi cho tới giờ ta cũng chưa gặp qua, có chuyện gì mà không giải quyết được đây? Nhưng nội tâm thống khổ cứ quanh quẩn trong linh hồn ngươi, nói ra đi, như vậy mới khiến ngươi giải trừ được tâm cảnh, có thể chính thức cường đại mà không chút nào sợ hãi. Huống Thiên Minh nhăn mày một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời. Thiên phú trời ban, Chu An, chủng tộc bị nguyền rủa. Chu An? Tả Thu Mi thiếu chút nữa thì kinh hô đứng lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lôi phạt thiên tôn? Tả Thu Mi chỉ là nghĩ Huống Thiên Minh là linh hồn không trọn vẹn, nào ngờ lại cho người ta đáp án khiếp sợ như vậy. Trong truyền thừa trí nhớ của cương thi nhất tộc cũng có xuất hiện Chu An. Tả Thu Mi không khỏi nhớ tới thủ pháp linh hồn cực kỳ tinh diệu kia, lại liên tưởng đến Chu An, liền sáng mắt. Bất quá Tả Thu Mi cũng không dám xác định, trước cũng không dám vội kết luận. Hơn nữa bà còn muốn hoàn toàn hiểu rõ trí nhớ của Huống Thiên Minh, để hắn có thể khôi phục lại linh hồn hoàn chỉnh, lúc đó mới có thể chứng thực được. Sau khi dẫn tâm thần lực nửa ngày sau, Tả Thu Mi mới đại khái hiểu được một số việc của Thiên Minh. Ước chừng khoảng 2 diễn kỷ trước đây, Lâm Mông Vũ Trụ mới thành lập, người dân Tu La Giới lúc này cũng không phải cương thi mà là tiên nhân bình thường. Tu La Giới cho đến thời điểm này vẫn hoàn toàn có cuộc sống phồn vinh, cho tới khi một hộ nhân gia sinh hạ được một tiểu hài tử thiên tài. Tiểu hài tử này khi xuất sinh thì không khóc tiếng nào, thậm chí ngắn ngủi hơn 10 ngày đã biết nói chuyện, rồi sau đó hắn cho cha mẹ biết hắn là người trời, cha hắn họ Thiên, tên Thiên Mông. Lúc đầu thì người nhà cũng không để ý, nhưng sau này con trai họ càng làm cho người ta phải kinh ngạc. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, tiểu hài tử này đã có thực lực của một kim tiên, hơn nữa thường xuyên đánh bại cấp thủ lĩnh cấp kim tiên, thậm chí có thể nói là toàn thắng. Khi tiểu hài tử này 20 tuổi đã đạt cấp độ tiên đế, lúc đó mới xảy ra dị biến. Thân thể hắn trở nên cường tráng hơn trước, tốc độ lại càng quỷ dị, hai hàm răng cùng màu mắt khiến cho cha mẹ hắn kinh hãi, còn tưởng là biểu hiện của tàu hỏa nhập ma, càng làm cho người khác khó chấp nhận đó là hắn trực tiếp dùng máu tươi. Nhưng mấy đứa nhỏ trong làng lại nói người được thiên phú là một hiện tượng kỳ quái. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ cũng từng học theo Thiên Mông uống máu, khiến cho bọn chúng cũng quyến luyến vị sủng nhân này. Để chính thức thử nghiệm, vị con trời này đã làm cho người giống hắn ngày càng nhiều, cuối cùng cũng mặc kệ là có nguyện ý hay không, trực tiếp đem người đi đồng hóa. Ngay cả người vừa mới phi thăng lên Tu La Ma giới cũng không ngoại lệ, may mắn mới thoát khỏi. Cuộc sống cứ như vậy duy trì, vị thiên tài phi thường kia cũng dễ dàng vượt qua thần kiếp phi thăng. Trăm năm sau,
cha mẹ của thiên tài kia cũng đến ngày phi thăng. Vốn chúng nhân trực tiếp trông thấy thiên mông phi thăng quá dễ dàng nên sinh ra coi thường thần kiếp. Đối với bọn họ mà nói, thần kiếp này còn không bằng lực công kích khi đấu với nhau, quả thực là dương dương tự đắc. Ngoại trừ một số người chưa từng thấy qua người khác độ kiếp, rất ít tộc nhân đến xăm cha mẹ của thiên mông độ kiếp. Sau đó, những người trông thấy tràng cảnh lúc đó khiếp sợ, tin tức truyền đi khắp cả chủng tộc, cha mẹ của thiên mông phi thăng thất bại, hơn nữa lại còn bị đạo thiên lôi thứ nhất đánh cho nát bấy. Tất cả mọi người nghi hoặc tại sao thần kiếp đột nhiên lại trở nên hung hãn như vậy. Trong khi đó thì một người xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Người này phi thường cuồng ngạo, cũng là một người có tham vọng hủy diệt cả một chủng tộc. Tộc nhân trước mắt người này cũng không thể chiến thắng được hắn, thậm chí tập hợp lực lượng cả một chủng tộc cũng không thể dung chuyển hắn nửa phần. Hắn gọi là Chu An, là trưởng quản lôi phạt thiên tôn. Lần này nguyên nhân hủy diệt cả một chủng tộc này cũng là bởi vì họ quá mạnh mẽ. Người duy nhất phi thăng thiên mông kia đích thực là một thiên tài, ngắn ngủi trăm năm đã thành thiên thần, hơn nữa còn có thể ngạnh tiếp thần vương. Chu An hết thảy đều không vừa mắt, cũng từ lời nói của thiên mông mà hắn biết còn có một chủng tộc lợi hại như vậy. Sau khi tộc nhân bọn hắn trải qua 6 lần biến thân, có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nói cách khác là có thể tiếp cận đến thiên tôn cảnh giới. Sau khi Chu An trở thành thiên tôn, lần đầu tiên hắn cảm thấy bị uy hiếp. Nếu như xuất hiện hoàn toàn cả một tộc người có thể 6 lần biến thân, vậy thiên tôn hắn cũng chẳng hề có uy lực tại thần giới nữa rồi. Thậm chí có thể thần giới rơi cả vào tay bọn họ. Điều này Chu An không thể để xảy ra được. Bởi vậy Chu An lấy cớ duy trì sự bình yên của thần giới, lấy cớ giết chết thiên tài của chủng tộc kia, hơn nữa còn sử dụng quyền hạn trường quản thiên tôn của hắn trực tiếp để cho chủng tộc kia không có cách nào độ thần kiếp được. Cuối cùng trực tiếp hủy diệt một tộc, tránh đêm dài lắm mộng. Thế nhưng Chu An nghĩ đã quá đơn giản, tồn tại tức là có đạo lý, hoàn toàn hủy diệt một chủng tộc lại dễ dàng như vậy sao? Mỗi lần Chu An muốn ra tay hủy diệt toàn bộ tộc này đều gặp phải phát sinh nào đó, không phải lực lượng tự nhiên tiêu hao mà chính là người trong cương thi tộc đột nhiên trở nên cương mãnh dị thường. Thậm chí có lần trực tiếp xuất hiện kiếp phân xoay quanh phía trên Chu An. Chu An có lý do tin tưởng là nếu bản thân manh động tuyệt đối sẽ bị kiếp vân lấy đi tính mạng. Lôi phạt thiên tôn cũng bị lôi vân uy hiếp, điều này truyền ra ngoài đích thực là một chuyện cười. Chu An lúc đó cũng là sợ hãi bất an, hắn phi thường rõ ràng kiếp phân đó Lâm Bông vũ trụ không có khả năng sinh ra được. Vì thế Lâm Bông đã có lần hỏi hắn, cũng đã hiểu mọi chuyện, chỉ nói với hắn một câu: tồn tại tức là có đạo lý, sau đó mặc kệ. Lúc Chu An đi rồi, Lâm Bông có cảm giác dị thường. Mặc dù chủng tộc kia hắn đều có thể đoán ra vận mệnh, nhưng còn lôi vân kia xuất hiện thì thật là dị thường. Hắn hoài nghi trong vũ trụ của hắn có phát sinh dị thường, liền tìm đại ca Hồng Mông thương lượng. Nhưng cuối cùng kết quả cũng không được gì nhiều, không ai biết lôi vân sao lại thế này, kể cả hai người thân là trưởng khống giả. Đây cũng là lần đầu tiên hai trưởng khống giả này cảm giác được có thứ không thể hiểu hết. Mãi đến gần đây hai trưởng khống giả lại nghĩ tới tình huống của cương thi nhất tộc hai diễn kỷ trước, từ đó liên tưởng tới thiên. Ngoại trừ thiên cũng chỉ có trưởng khống giả có thể lộng xuất kiếp lôi như thế. Chu An sau khi nghe Lâm Mông nói mới biết nguyên lai bộ tộc được thiên sủng ái quả thực là có thật. Nhưng hắn lại không cam lòng để chục tộc này bình yên phát triển, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp cắt bớt linh hồn. Đó là thủ pháp của thiên tôn, rút ra một bộ phận linh hồn của người trong chủng tộc, sau đó thay thế vào vật chất vô dụng khiến cho linh hồn không trọn vẹn. Linh hồn không hoàn chỉnh tức là không cách nào có thể phi thăng lên tầng cao hơn. Cái này tránh cho người chủng tộc này có thể phi thăng ngày càng nhiều, hạn chế bọn họ để tăng sức mạnh cùng tốc độ, để cho tộc này không còn là uy hiếp đối với Chu An nữa. Chu An đích thực nghĩ chính xác, chỉ cần là không hoàn toàn tiêu diệt tộc này cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm cho bản thân hắn. Chu An sau đó đã tiêu diệt gần như toàn bộ cương thi tộc, còn lại những người đã phi thăng, hắn cũng dùng thủ pháp của thần vương lấy đi một phần linh hồn, thay vào đó là vật chết. Kỳ thực Chu An là thiên tôn, thủ pháp cũng có thể không bằng sinh mệnh thần vương, nhưng Chu An không lo lắng xuống tay, không hề đố kỵ. Hơn nữa, kiếp vân cũng không xuất hiện, chỉ khi nào hắn hoàn toàn muốn tiêu diệt cả tộc nhân này mới nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi hoàn thành tất cả, Chu An quay lại thần giới, người trong tộc sau kiếp nạn này cũng ổn định dần. Không thể không nói, người cương thi nhất tộc này quả là phi thường, cũng có thể coi là một nửa con người, có thể để lại cho con cháu đời sau truyền thừa trí nhớ. Chỉ tiếc sau đó chưa có ai đạt được thực lực mạnh đủ để tiếp nhận truyền thừa trí nhớ,
người trong tộc phải sau 5 lần biến thân mới biết đến truyền thừa trí nhớ. Sau 6 lần biến thân mới biết được tộc bọn họ được trời sủng ái. Từ 2 diễn kỷ trước cho tới nay, cương thi nhất tộc hoàn toàn quên đi hết thảy mọi chuyện. Tại Tu La Ma giới, bị coi là chủng tộc bị nguyền rủa và vẫn cùng với Tu La Ma tộc đấu tranh đến bây giờ. Thật sự là một truyền thuyết khiến người khác phải khiếp sợ. Tả Thu Mi sau khi hiểu rõ mọi chuyện liền kinh hãi không thôi, thiếu chút nữa quên đi nhiệm vụ bổ toàn linh hồn cho Huống Thiên Minh. Tả Thu Mi biết những lời Huống Thiên Minh nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, căn bản không có nửa phần nói dối, nhưng cũng chỉ có như vậy mới khiến cho bà kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Chu An thân là thiên tôn mà thủ đoạn này tàn nhẫn đến như vậy. Tả Thu Mi đã nghe Tần Tư nói qua về sự tích Chu An tại thần giới, không khỏi lắc đầu. Người được trời sủng ái ư? Chẳng lẽ có thiên thật? Tả Thu Mi hồi tưởng lại kiếp lôi lúc trước không khỏi nghi hoặc. Kiếp lôi không phải là chưa thấy qua, nhưng bất luận là thiên kiếp hay là thần kiếp ra sao, Tả Thu Mi đều phi thường hiểu rõ. Nhưng những lời Huống Thiên Minh miêu tả lại về kiếp phân thì đó lại là một dạng tồn tại khác. Chẳng lẽ theo như lời Tư Nhi từng nói, đó là trưởng khống giả sao? Không, không, cũng không phải. Trưởng khống giả chính là sư tôn của thiên tôn. Nếu là muốn cảnh cáo, căn bản không cần hí lộng đại trận như vậy. Cha ta họ Thiên, gọi là Thiên Mông. Tả Thu Mi hồi tưởng lại những lời này càng nghi hoặc không thôi. Một tiểu hài tử có thể mang một đại sự như vậy, Thiên Mông kia là ai? Liệu có phải là Thiên không? Nếu là Thiên thì hắn hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một tộc hoàn toàn mới, vì sao phải rắc rối như vậy? Nghi hoặc vẫn hoàn nghi hoặc, chuyện này tạm thời chưa thể rõ. Nhưng đối với vị Thiên kia khiến cho Tả Thu Mi có hứng thú với việc tu bổ linh hồn của Huống Thiên Minh. Đánh thức Huống Thiên Minh, Tả Thu Mi biết nếu muốn hoàn chỉnh lại linh hồn hắn thì phải cho hắn biết rõ mọi chuyện. Sau khi tỉnh lại, Thiên Minh vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết chính mình vừa nói ra một bí mật khiến cả khác phải khiếp sợ như vậy, còn tưởng rằng linh hồn mình đã hoàn chỉnh. Thiên Minh, vì để chuẩn bị tốt cho việc hoàn chỉnh lại linh hồn của ngươi nên ta tạm thời phong bế truyền thừa trí nhớ của ngươi. Ngươi nhất định phải khống chế thật tốt tâm tình, mọi chuyện đều phải nghĩ theo chiều hướng tích cực, nếu không ngươi sẽ mãi mãi không có một linh hồn hoàn mỹ. Tả Thu Mi nói. Huống Thiên Minh mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Một canh giờ sau, bên trong lĩnh vực tinh thần của Lôi Vệ đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, khiến bầu trời vốn toàn màu xám nùng vụ bị xé rách lộ ra một tia quang mang. Huống Thiên Minh thét dài, mắt rưng rưng. Chu An! Huống Thiên Minh nghiến răng, hai mắt đỏ bừng tiếp tục hống lên. Hồi lâu Huống Thiên Minh mới có chút chuyển biến dần, thoáng chút mỏi mệt nói với Tả Thu Mi. Tiền bối, cảm ơn người đã cho ta biết chuyện quan trọng như vậy. Lôi phạt thiên tôn, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Ta nghe nói Hồng Quân nói Lôi phạt thiên tôn đã chết một lần, 2000 năm trở lại đây vẫn sinh sống tại Thiên Tôn Thành. Tả Thu Mi không biết Chu An đã chết, chỉ nói ra tin tức đã biết. Đã chết ư? Vậy cho hắn chết thêm lần nữa. Huống Thiên Minh giữ tợn nói. Thiên Minh, trừ phi ngươi hoàn chỉnh được linh hồn, nếu không ngay cả tiến vào Thiên Tôn Thành cũng không thể làm được. Tả Thu Mi còn muốn lợi dụng điểm này để khuyên nhủ hắn. Tả tiền bối, ngài không cần nhiều lời, ta đã biết. Huống Thiên Minh khôi phục sắc mặt bình thường, cắt lời Tả Thu Mi. 6 lần biến thân, Tả tiền bối, ngài có thể bắt đầu. Có lẽ còn có nhiều tin tức mà ta còn chưa biết, tất cả chờ ta hoàn thành sau 6 lần biến thân mới có thể giải đáp. Trong ánh mắt Huống Thiên Minh lóe ra một tia kiên định và khát vọng. Tả Thu Mi gật gật đầu. Đối với biểu hiện của Huống Thiên Minh thì rất hài lòng. Với nhiệm vụ trước mắt sẽ có thêm vài phần thành công. Trong quá trình hồi phục linh hồn, Tả Thu Mi tay trái nâng một chân linh màu vàng, trên tay phải lơ lửng 3 chân linh màu xám, nhắm chặt hai mắt, lợi dụng thần thức thăm dò. Hồi lâu, Tả Thu Mi đột nhiên mở mắt, đưa hai tay lên không trung, kết ấn không ngừng. Quang mang màu xám không ngừng bao trùm lên trên linh hồn 4 người. Phảng phất chân linh màu vàng xoay tròn trên đỉnh đầu Tả Thu Mi, mặc cho 3 chân linh màu xám kia bay quanh, tốc độ càng lúc càng biến nhanh thành một tầng kim quang ảnh màu xám. Không biết sau bao lâu, cũng không biết có bao nhiêu hôi quang từ trong tay Tả Thu Mi bắn ra, cũng không biết 4 chân linh xoay tròn lẫn nhau bao lâu thì chậm rãi rơi xuống. Trong khi 3 chân linh màu xám ảm đạm, không còn ánh sáng, thậm chí còn hiện màu đen, vậy mà chân linh màu vàng kia kim quang bộc phát, thậm chí có chút chói mắt. Tả Thu Mi thoáng mỏi mệt, trong tay vẫn kiên trì duy trì kết ấn như trước, chỉ bất quá nhìn về phía chân linh màu vàng kia cũng cảm thấy có chút thành tựu. Chân linh màu vàng theo Tả Thu Mi kết ấn chậm rãi bay trở lại chỗ thân thể Huống Thiên Minh đang ngồi ngay ngắn.
Sau đó, Tả Thu Mi mới buông lỏng, lập tức ngồi ổn định lại chân khí. Sau khi điều tức, Tả Thu Mi lại tiến tới gần bên cạnh Huống Thiên Minh, đánh thức hắn bằng tia tâm niệm. Kết quả khiến cho Tả Thu Mi kinh ngạc chính là sau khi hoàn thành dẫn đạo tâm niệm, Huống Thiên Minh vẫn ngồi im, căn bản không có phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ trong quá trình đó ta đã sai lầm sao? Không đúng. Tả Thu Mi nhăn mặt trầm tư hẳn lên. Không đợi Tả Thu Mi nghĩ ra điểm mấu chốt, cha! Đôi mắt màu vàng của Huống Thiên Minh xuất hiện một tia nước mắt, nghẹn ngào gọi: "A, tại sao?" Huống Thiên Minh lại ngửa mặt lên trời thét dài, cả người rung lên. Oanh oanh, mây mù trên bầu trời lại một lần nữa quay cuồng, mặc dù không bằng mấy lần trước nhưng áp lực vẫn như cũ. Sau hồi lâu, Huống Thiên Minh không nói lời nào đã trực tiếp bay lên trời, lăng không mà đứng, ánh mắt như nhìn về phía trời cao. Huống Thiên Minh đang giữa không trung, cả người không ngừng run rẩy, vẻ mặt càng dữ tợn hơn. Sau cùng thân hình xảy ra biến hóa. Biến hóa đầu tiên là da tay hắn. Trước đây da tay hắn vốn là sụt xì, nay trở nên trắng nõn trong suốt. Tiếp theo là xương cốt trong cơ thể không ngừng răng rắc bành trướng, khiến thân hình hắn càng thêm cao lớn uy mãnh. Thế nhưng biến hóa rõ ràng nhất chính là đôi cánh màu vàng. Đôi cánh này vốn đã ở trong cơ thể hắn, hôm nay chỉ bất quá là kích phát xuất hiện mà thôi. Cuối cùng là đôi mắt, trên trán vị trí giữa hai mắt đột nhiên xuất hiện một vết nứt, từ đó khẽ mở ra một con mắt, chẳng biết có tác dụng gì. Kỳ thật cho dù là cánh cũng không ai hiểu được thần vương phi hành cần sử dụng làm gì, đừng nói tới con mắt thứ ba dư thừa kia. Có lẽ nếu gọi là tác dụng gì thì đôi cánh kia có thể làm vũ khí không chừng. Trên bầu trời mây xám cuồn cuộn, Huống Thiên Minh lăng không mà đứng, quang mang màu vàng không ngừng phát ra, thanh âm trầm muộn gầm nhẹ lại phát lên. Tại vô danh không gian tầng thứ tư, trên những đám mây màu xám, đó cũng là nơi thiên tôn không cách nào vượt qua được. Một trung niên nam tử nhíu mày nghi hoặc nhìn đám mây chung quanh đang không ngừng quay cuồng, trong lòng phiền não không thôi, trầm muộn giống lên một tiếng: "Thiên Mông, cái tên hỗn đản này đã chết rồi còn làm loạn sao?" Thân ảnh hắn trong nháy mắt đã biến mất tại tầng thứ tư, xuất hiện tại tầng thứ chín trong cung điện. Sau khi thân ảnh hắn xuất hiện không lâu, liền hai bóng người khác cũng xuất hiện bên cạnh hắn. "Nhị ca, à đại ca, lần này lại..." Một trong hai người trẻ tuổi kia lên tiếng. Không chờ người kia nói xong, trung niên nam tử kia liền phất tay ngăn cản: "Ngươi không cần nhiều lời." "Nhị ca," nữ tử nói, "đây đã lần thứ ba, chẳng lẽ nhị ca không có nghĩ tới?" Trung niên nam tử sầu muộn lắc đầu, sắc mặt khó coi, cắn răng hộc ra hai chữ: "Hỗn đản." Mặt khác, hai người đều biết hắn lúc này đang nghĩ tới Thiên Mông, chỉ bất quá không muốn nhắc tới mà thôi. "Đại ca, hai lần đầu tiên chúng ta không cách nào tìm ra nguyên nhân và địa điểm xảy ra, thế nhưng lần này..." Nam tử trẻ tuổi kia hình như muốn nói gì nhưng lại thấy người trung niên kia hỏa nộ bừng bừng nên lại thôi: "Đủ rồi, không nói nhiều nữa." Nhưng ngay sau đó, trung niên nam tử thấy người kia nói có lý liền vội hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi vừa mới nói..." Vừa hỏi, thần thức hắn vừa tra xét toàn bộ cả vô danh không gian 18 tầng. Là đại ca, ta nói, ta vừa mới lại tại nơi này, dùng thần thức sơ sài quét qua một chút, phát hiện tầng thứ 9 này có biến động, cụ thể là ở đâu thì còn phải tra xét thêm." Nam tử kia vội vàng trả lời. Sau một hồi, trung niên nam tử vốn đang nhíu mày đăm chiêu, cuối cùng bất đắc dĩ mở hai mắt: "Tam đệ, lời ngươi vừa nói là thật đấy chứ?" Nam tử kia vội nói: "Đương nhiên, ta sao dám lừa gạt đại ca." Nói xong, trong lòng hắn kỳ quái hẳn lên. Chẳng lẽ nhị ca vừa rồi không tra ra được gì? Nói về năng lực chính mình căn bản còn kém nhị ca, như thế nào có thể tùy tiện phát giác mà đại ca lại không truy ra được? Nghĩ vậy, nam tử trẻ tuổi cũng dùng thần thức trong nháy mắt trải rộng cả không gian tầng thứ 9. Một lát sau, hắn vẻ mặt khó tin mở hai mắt: Sao lại như thế này? Vừa mới rõ ràng, đại ca, ta không có gạt huynh." "Tốt lắm, không cần giải thích, chúng ta đi xuống cẩn thận tra xét một phen xem có thu hoạch được gì hay không." Trung niên nam tử nọ bất đắc dĩ nói, sau đó lại hung hăng nói một câu: "Thiên Mông đáng chết." Sau đó thân ảnh biến mất trong đại điện. Hai người còn lại nhìn nhau, nam tử kia lắc lắc đầu, mà nữ tử kia sắc mặt vẫn không chút thay đổi, như thể hết thảy mọi việc đều không liên quan đến nàng. Sau đó thân ảnh hai người cũng biến mất trong đại điện. Tại vô danh không gian thượng tầng thứ 8, trong thạch thất tại một vân thạch núi, Tần Vũ mỉm cười bình tĩnh mở hai mắt. Không nghĩ tới Hồng Quân còn có một vị bằng hữu có năng lực kỳ lạ đến như vậy.
nếu như vậy không cần sợ Thiên Tôn nữa rồi. Trong lòng Tần Vũ tự nhủ, lại cầm một chén rượu uống cạn. Trong khi bầu trời phát sinh dị biến, tại thời khắc đó Tần Vũ trước tiên dùng thần thức tra xét hai con trai hắn, sau đó mới chú ý tới Huống Thiên Minh. Hơn cả là hắn nghĩ biến động này có thể khiến trưởng khống giả không gian này chú ý, nên liền dùng thần thức ngăn cản mấy người trưởng khống giả kia có thể tìm ra. Kết quả cũng giống như Tần Vũ mong đợi, ba gã trưởng khống giả kia sau đó cùng nhau triển khai thần thức, nhưng thủy chung không cách nào tìm ra được điều gì bất thường. Tiểu Băng, Tần Vũ mỉm cười nhìn về phía La Băng nói, không lâu nữa cùng theo ta tiến lên tầng thứ 9. Tiền bối, La Băng ngạc nhiên tinh hô một tiếng, thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tần Vũ lúc này mang vẻ mặt trưởng bối cười cười nói, không, không phải. La Băng cuống quyết trả lời, rồi lại đỏ mặt không thôi, cúi đầu chẳng biết làm sao vặn vẹo những ngón tay trắng nõn. Được rồi, bất quá thực lực của ngươi bây giờ quá tệ, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, ta giúp ngươi tăng một chút năng lực, sau này ít nhất trước mặt thần vương còn có khả năng tự bảo vệ. Tần Vũ mỉm cười, phất tay, một đạo quang mang màu trắng bay vào thân thể La Băng, sau đó còn nói thêm, không gian và thời gian của không gian này không giống, ta chỉ có thể giúp ngươi tăng thêm năng lượng, tốc độ cùng tăng cường một bộ phận năng lực chống lại thần vương bình thường không có vấn đề gì, nhưng không thể khiến cho ngươi hiểu được không gian pháp tắc. Cảm nhận được thân thể có biến hóa, La Băng cuống quyết đứng dậy hướng Tần Vũ hành lễ, đa tạ tiền bối. Tần Vũ gật đầu, càng hiểu được người con gái này nhu thuận chỉ là lúc trước do hoàn cảnh mà tại Tu La Ma giới thống lĩnh cả Tu La Ma tộc tranh đấu quyết liệt với cương thi nhất tộc. Vô danh không gian thượng tầng thứ 9 trong lĩnh vực tinh thần. Sau khi Huống Thiên Minh biến thân, trên bầu trời mây mù cứ cuồn cuộn bay, nhưng hắn đã bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nhìn về phía trời cao, ánh mắt thâm thúy lợi hại. Sau một hồi, hắn đưa mắt tới nơi xa xa nào đó là lục đạo luân hồi. Cha, không nghĩ tới nguyện vọng của ngươi cũng phải hai diễn kỷ mới thực hiện được, mà ngươi đã lại không ở đây. Huống Thiên Minh bi thương, chú An, ngươi thật đáng chết, nếu không phải ngươi, cha ta cũng không có chết. Huống Thiên Minh nghiến răng, thề phải phanh thây chú An làm trăm mảnh. Sau đó, Huống Thiên Minh bình tĩnh trở lại, im lặng tiếp tục nhìn lên trời cao nói, cha, vì sao trong hôi mông không gian này lại có một tia hơi thở của ngươi? Chẳng lẽ cha còn chưa chết sao? Huống Thiên Minh nói, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, rồi sau đó lại rất nhanh thất vọng. Không, hơi thở này không giống, người đã bỏ ta mà đi. Nói đến đó, Thiên Minh càng bi thương không thôi, lại bi phẫn hống lên, vân vụ trên bầu trời lại quay cuồng nổi lên phừng phừng. Lôi phạt đáng chết, a, chú An, ta muốn giết ngươi. Huống Thiên Minh không kiềm chế được nữa, bay ra khỏi lĩnh vực tinh thần. Thiên Minh! Tả Thu Mi cùng mọi người đang tọa thiền liền phát hiện muốn đi ngăn cản Thiên Minh, nhưng lôi vệ ngăn cản. Các ngươi không cần lo lắng, hắn không có chuyện gì đâu, chúng ta cũng có thể bình tĩnh mà dùng thần thức quan sát hắn. Nếu các ngươi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị bọn Lưu Quang phát hiện, chỉ cần trên đường hắn không gặp phải Thiên Tôn thì cũng không việc gì. Mà cho dù có gặp Thiên Tôn cũng hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Lôi vệ phân tích, sau đó lại thử truyền âm cho Huống Thiên Minh nhanh chóng trở về. Vô danh không gian thượng tầng, tầng thứ 8 sâu trong núi Vân Thạch. Đã qua thời gian 3 ngày, hai người Tần Vũ cùng La Băng trước mắt Nghịch Cương và Tôn Ngộ Không trực tiếp thuấn di tới tầng 9. Sau khi hai người đi rồi, Nghịch Cương cùng Ngộ Không đồng thời nhảy cẫng lên sung sướng. Tôn Ngộ Không càng không nhịn được bay lên. Ai, tiểu hầu tử, bên kia có không ít thiên thần à? Nghịch Cương nhanh chóng nhắc nhở. Tôn Ngộ Không sau khi nghe Nghịch Cương nhắc nhở, trong nháy mắt đã quay lại bên cạnh Nghịch Cương. Lão già kia, sao ngươi không nói sớm vậy? Nói xong, không đợi Nghịch Cương trả lời, liền hướng tới địa phương kia rất nhanh mà bay tới. Ha ha, lão tôn ta tới đây. Nghịch Cương cũng bất đắc dĩ theo sau, lắc đầu thở dài nói, ai, tiểu hầu này, thiên thần môn sắp gặp nạn rồi. Vô danh không gian tầng thứ 9 bên trong lĩnh vực tinh thần. Lôi vệ như trước triển khai lĩnh vực tinh thần 500 dặm. Đột nhiên hai thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt lôi vệ, khiến cho ông hoảng hốt một trận. Ngươi, các ngươi là ai? Trong lòng lôi vệ lúc này phi thường kinh hãi. Đối với lĩnh vực tinh thần, ông vô cùng tự tin. Bên trong lĩnh vực tinh thần, cho dù là thiên tôn cũng không cách nào sử dụng pháp tắc, chứ đừng nói là thuấn di. Cho dù là lợi dụng không gian pháp tắc để phi hành cũng không cách nào làm được. Nhưng trước mắt ông bây giờ là một nam một nữ lại có thể thuấn chuyển trước mặt ông, càng làm cho lôi vệ kinh ngạc
chính là nữ tử kia rõ ràng là cảnh giới thiên thần, mà tên nam tử kia cũng kỳ lạ, sử dụng thần thức căn bản không cách nào nhận ra được hắn tồn tại, cũng giống như mấy ngày trước không cách nào sử dụng thần thức tìm được Huống Thiên Minh vậy. Đợi Lôi Vệ nói xong, hắc bào nam tử kia vẫn nhìn về phía Lôi Vệ, hồi lâu mới thốt ra một câu: Ngài là Lôi Vệ tiền bối sao? Tần Vũ trước đây chỉ nhìn qua hình ảnh cũng biết được bộ dáng của Lôi Vệ, mặc dù với người trước mặt này giống nhau, nhưng nhất thời Tần Vũ cũng không dám xác định. Ngươi biết ta sao? Lôi Vệ cũng không quá kinh ngạc, có thể tiến nhập lĩnh vực tinh thần tự nhiên cũng phải biết mình, chỉ bất quá vẻ mặt của hắc bào nam tử này sao lại có vẻ khiếp sợ đến như thế vậy. Sau khi nghe Lôi Vệ trả lời, Tần Vũ cùng La Băng hạ xuống mặt đất, mà Tần Vũ sau khi nghe Lôi Vệ trả lời đã có thể xác định thân phận của đối phương, liền kích động tiến lên vài bước, lại hỏi một câu: Ngài chính là người đã sáng tạo ra tinh thần biến công pháp Lôi Vệ tiền bối? Thấy bộ dáng kích động của Tần Vũ, nhưng Lôi Vệ vẫn rất cẩn thận trả lời: Chính là ta, ngươi biết tinh thần biến? Nói xong, Lôi Vệ tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó. Sư tôn! Sau khi nghe Lôi Vệ trả lời, Tần Vũ kích động kêu một tiếng. Xét cho cùng, Tần Vũ có thể huy hoàng như ngày hôm nay cũng đều là tinh thần biến của Lôi Vệ ban tặng, nên Tần Vũ có thể xem Lôi Vệ như một nửa là sư tôn. Sư tôn ư? Lôi Vệ nghi hoặc rồi sau đó kỳ quái hỏi: Ngươi là Tần Vũ sao? Nhất định là Tiểu Sương, bọn chúng đã nói cho ngài biết. Đúng, ta là Tần Vũ, chính ta đã thu nhận được 3 khối thông thiên đồ. Tần Vũ thành thật nói: Ngươi cũng không cần gọi ta là sư tôn cái gì cả. Dù sao năm đó tinh thần biến công pháp của ta chỉ để lại một phần trước, phần sau đều là do ngươi tự lĩnh ngộ mà. Lôi Vệ ha ha cười to: Sư tôn, mặc dù người chưa từng dạy bảo ta, nhưng bản thân tu vi này quả thật là do công pháp của người ban tặng. Hơn nữa một ngày làm thầy, cả đời vẫn là thầy. Mặc kệ ngài có muốn hay không, ta vẫn muốn gọi người như vậy. Tần Vũ mỉm cười nói: Thôi thôi, tùy ngươi. Dù sao thì hai nhi tử của ngươi cũng không muốn thay đổi cách xưng hô đâu. Lôi Vệ lại cười to. Tần Vũ thấy Lôi Vệ không tiếp tục phản đối nữa, liền a a cười nói: Nguyên lai phiến không gian này là do sư tôn tạo ra, ta còn tưởng ai có thể lộng xuất không gian kỳ diệu như vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.